Thời gian trôi đi, kéo theo sự tàn phai của nhan sắc, nhưng vẫn có một nơi khác trong đồng hồ chảy ngược. Ra đời dựa trên nền tảng uy tín của Trung tâm Thẩm mỹ Toàn diện Denkos, Viện Thẩm mỹ Quốc tế Denkos Luxury với thế mạnh thẩm mỹ không phẫu thuật nhanh chóng được khách hàng trao gửi niềm tin. Công nghệ căng da không phẫu thuật Philips 3D giúp làn da căng mịn và tái tạo đường nét thon gọn cho khuôn mặt. Công nghệ PRP trích ly huyết tương giàu tiểu cầu từ máu giúp trẻ hóa da và loại bỏ nám. Công nghệ Endymed Pro giúp tái tạo phục hồi da hư tổn, giúp điều trị sẹo rỗ. Công nghệ hút mỡ không phẫu thuật KV Deluxe giảm 8-20cm sau một lần thực hiện. Kết quả được bảo hành không tích mỡ trở lại. Denkos Luxury còn có phòng phẫu thuật đạt chuẩn quốc tế. Với khách ở xa, viện thẩm mỹ đón rước tại sân bay và có phòng nghỉ chuyên biệt. Đến với Denkos Luxury, khách hàng sẽ được tận hưởng các dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Denkos Luxury, nơi nhan sắc đi ngược thời gian.